gọi là trà đá miễn phí, nhưng để làm được một bình trà như thế này thì không hề đơn giản. Mỗi ngày bà Thu dậy từ 5 giờ sáng, soạn lá, đun trà, rồi để nguội mới cho vào bình. Công việc không tên, không tính công, nhưng đã duy trì hơn 6 năm. Đường nắng nôi họ khát nước thì có miếng nước sạch họ uống thì nó cũng mát lòng mà mình cũng thấy có cái niềm vui. Có một lần đi đường bị khát nước mà kiếm không cho cái nước uống thì tự nhiên trong nhà lại nghĩ là nhà mình có mặt tiền cho nên là thuận tiện cung cấp nước cho mọi người. Của một đồng công một nén, nước miễn phí nhưng luôn phải đảm bảo sạch sẽ để cho người đi qua chẳng ngần ngại mà dừng lại uống một ly. Người nó cũng khỏe, mình đỡ tốn tốn tiền bạc cũng đỡ phần nào. Đi bán vé số chạy ráp như tụi tôi là ghé vào uống nó đã khác, trời nóng nực quá có bình này tốt. Thấy cái bình nước để vậy mình miễn phí mình uống mình thấy tốt, chứ giờ mình đâu có bao nhiêu tiền đâu mà uống nước ở trong quán không tiện. Nhịp sống ở thành phố Hồ Chí Minh lúc nào cũng hối hả, tưởng chừng như người ta ít quan tâm đến nhau. Thế nhưng, những ngày oi bức như thế này, giữa nhịp sống hối hả ấy, hãy thử dừng chân trước một bình trà đá miễn phí trên vỉa hè, uống một cốc trà, mát cổ họng, nhưng ấm lòng người.